Rồi, ok, chào mừng anh em. À, đây. Rồi. À, được Vires, nhưng mà xem bạn ăn được con Linh Công rồi các bạn. Giờ pha này xem mình phải thủ thôi. Căng lắm nha. Ôi, toàn ơi, thôi. Ôi, đi giam, đi giam kìa. Ok. Rồi. Rồi, lụm cái mạng Butterfly luôn các bạn ơi. Rồi, xem mình vẫn thủ được nha. Thì bắt đầu xem mình ép lại, nhưng mà về à, nó ra rồi, rồi. Từ từ về đó. Ý. Rất khó chịu nha. Ui, đang bước từ vào like kìa. Ui. Tầm xa vậy. Nhưng mà ở bên này thì con cái chà bạc bị tay mình dí các bạn. Thôi. Muốn lấy đường nhưng mà không được. À, hai bên đều tổn thất nha. Rồi đánh luôn, dính địa ra ngoài pha này, lụm này luôn nè, Ôi, còn hồi sinh nữa, thì lụm luôn chứ sao. Rồi chưa có rồi, em bạn này có ba đường siêu cấp rồi nha. Em mình mới có một đường nên là khá là lỗ nha bạn. Rồi lên bắt búp bơ, búp tơ nè, búp bơ, nó lộn. Ôi, ôi nó còn liềm hả? Một pha nó còn liềm mấy bạn ơi. Nhưng mà Van cũng ăn được cái mạng đó rồi. Rồi về chạy lên cứu ôi, lẻ 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 lẻ. Ok. Rồi, tôi cho tem mình bắt đầu tổ chức là quay lại ăn binh công nha. Rồi, đây, có thằng Red nè, có thằng găm ghe đây nè. Từ từ. Rồi có thằng ở dưới nữa nè. Rồi coi. Ôi úp được hai thằng luôn kìa. Con này hay nha, con này hay nha. Ok rồi. Vẫn thủ được các bạn. Rồi, pha này chắc win luôn quá. Chưa. Tiếp tục. Pha này thì sẽ lấy trụ thôi, lấy trụ là chính, Van này giờ sức bắn của Van này quá khó chịu rồi. Để có thêm ba đùm nữa nên là tay bạn rất khó, bây giờ hiện tại khá là khó bắt Van nha. Rồi, dính đi giam nè. Rồi lụm này luôn, Rồi ok. Rồi đẩy luôn cái đường siêu cấp này các bạn ơi. Rồi và này chắc win rồi, còn gì nữa. Rồi, thêm một mạng nữa cho mình. Rồi lụm luôn, lụm luôn. Pha này win rồi, còn gì nữa. Rồi lụm luôn, Ok. Rồi, quét sạch luôn các bạn. Win.